Đoạn clip do camera hành trình của xe container ghi lại tình huống xảy ra trên cầu Đồng Nai, nằm trên quốc lộ 1A nối liền tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đang nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Theo tài xế chia sẻ, vào lúc 20h48 phút ngày 16 tháng 5, lối vào cảng Bình Dương bị tắc đường nên lưu lượng xe quá lớn, các phương tiện di chuyển khó khăn và phải đi lên cả vỉa hè. Lúc này, tài xế xe máy chở hàng cồng kềnh phía sau gặp khó khăn khi qua đường. Rất nhanh chóng, tài xế xe container có camera hành trình đã dừng xe, ra hiệu cho tài xế xe container bên cạnh nhường đường cho xe máy. Tiếp đó, anh chạy tới phụ giúp đẩy chiếc xe máy sang làn đường bên kia. Tài xế xe container cho rằng lượng xe quá đông, giúp tài xế xe máy một tay cũng là giúp cho chính mình. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa của tài xế xe container nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Thậm chí có người cảm thấy vui cả ngày khi chứng kiến hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này.